Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng quay video màn hình điện thoại. Đó là cái ứng dụng Dual Recorder để quay video màn hình điện thoại của chúng ta. Ok, thì các bạn truy cập vào cái cửa hàng Play Store của Google nha. Đó. Xong sau đó các bạn gõ cái chữ trên cái dòng tìm kiếm đó, các bạn gõ cái chữ là Dual Recorder nè, cái chữ trên màn hình nè. Hoặc là các bạn có thể tải cái ứng dụng này ở cái đường link ở phía dưới cái phần mô tả của cái video của mình á. Ok, thì cái này mình đã tải nó về rồi. Và bây giờ mình chỉ việc là mở nó thôi, nhưng mà mình muốn cho các bạn xem một cái bí mật của nó nè. Đó là cái ứng dụng này á, các bạn có thể thấy ở trên đây nè, đây nè. Nó là xếp thứ ba miễn phí phổ biến nhất ở cái phần là xem và chỉnh sửa video nè. Các bạn có thể thấy ở đây nè, rất chi là tuyệt vời nha. Nó nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở xem là cái ứng dụng này nó có gì hay nha. Ok, đầu tiên là cái giao diện về cái phần, nó có giao diện về cái phần là hướng dẫn nè. Ở đây có cái phần hướng dẫn cho chúng ta nè, hướng dẫn chúng ta sử dụng nè. Rồi, tiếp đến là cái ở phía trên tiếp theo á là cái hình cái camera này là cái phần chỉnh sửa ảnh nè. Cái phần ly này này là những cái ly của những cái người khác, nói chung là của người khác. Rồi, tiếp đến là các bạn quan trọng vào cái phần cài đặt này thôi. Có không phải phần được cài đặt, là cái phần có cái công cụ ở đây nè, đó là ghi chú của phần công cụ. Thì cái ứng dụng này nó có rất là nhiều cái công cụ để chúng ta chỉnh sửa video nè, chỉnh sửa ảnh nè. Các bạn có thể thấy nè, chúng ta có thể chỉnh sửa được video nè. Đó, bây giờ mình nhấp vào đây là đây là những cái video của mình nè. Mình có thể chỉnh sửa được cả cái video này bằng cách là mình có thể là ghép video nè. Mình có thể chỉnh sửa video bằng cách là mình cắt ở cái phía dưới này có phần cắt nè, phần xóa ở giữa nè, phần thêm nhạc nè, đó, thêm phụ đề nè, các bạn có thể thêm ảnh nè, các bạn thêm intro, outro là hình nền nè, cắt nè. Thực sự là đây là những cái rất chi là hay và tiện cho chúng ta. Vậy thì cái phần giới thiệu của mình cho các bạn về cái ứng dụng quay video màn hình điện thoại và chỉnh sửa được nó nữa tốt nhất từ trước đến nay của mình dành cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác. Và mình mong rằng là các bạn sẽ để lại những cái bình luận về cái ứng dụng này để cho mình làm được những cái video khác hay hơn, tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.